Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhất Long Audio Hà Nội. Vâng, clip ngày hôm nay em xin giới thiệu và gửi đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly của hãng Acouphase có model là E460. Nói đến dòng âm ly Acouphase thì hầu như anh em chơi audio đều biết đến cái thương hiệu này. Đây là một trong những thương hiệu rất là lớn được sản xuất tại Nhật Bản. Chiếc âm ly Acouphase này thì ở Việt Nam được rất nhiều anh em ưa chuộng, thường hay ghép với những dòng loa như tai Noi hay JBL hay BW. Con 460 này về trong tình trạng là còn nguyên thùng xốp, đầy đủ giấy tờ catalog, khiển như dây nguồn. Con này nó là hàng lướt các bác nhá, nên là có cái giá cực kỳ là tốt. Máy thì là đẹp xuất sắc, không có một dấu chấm dấu phẩy gì cả. Và bây giờ em sẽ đi quay gần lại và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng cảm nhận cái mức độ đẹp của chiếc âm ly Acouphase E460 này. Vâng, em đã bỏ cái máy ra rồi. Đây là dây nguồn catalog. Đấy, dây nguồn catalog 460 khiển. Đây là khiển zin thôi nhá. Con này hàng lướt nên là có cái giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Em sẽ bỏ cái màn chùm ra. Rất đẹp luôn các bác nha, gần như mới cứng luôn ạ. Dòng Acouphase luôn luôn sử dụng cái mặt phay nhôm vàng chanh rất là đẹp, và chính giữa có hai chiếc đồng hồ vu vẩy theo điệu nhạc, vẩy theo tín hiệu của âm thanh, và chính giữa có cái đồng hồ số, và bên này nó là đường input selector này, đường tín hiệu vào, và bên này là volume, và chính giữa có cái lắp band. Đấy, lắp band là có các chế độ chỉnh như cầu loa là A, B, bass, chép, ba lăng và tone và lau lớt. Tone nó là cái cắt bass chép thôi nhé. Đấy, rất là đẹp. Con âm ly E460 này em đang bán cái giá là, để cho các bác là 99.999.000, giá rất là đẹp luôn cho một cái chiếc âm ly gần như mới tinh. E460 gần như mới tinh. Em sẽ quay về phía sau cho các bác cùng trải nghiệm. Những dòng âm ly này sử dụng hai cầu loa AB và các đường input vào đây. Còn này nút niếc thì tuyệt vời luôn rồi, gần như là chưa dùng luôn ạ. Rất vàng chóe luôn. Và những dòng âm ly đời cao thường sử dụng hai cái option này. Và các bác có mua cái cạc giải mã, các bác có thể cắm vào đây làm giải mã qua luôn. Rất là tiện lợi. Model E460 điện 100V. Con này công suất tiêu thụ là 440W. Đấy, rất là mạnh luôn. Vâng, video giới thiệu sản phẩm đến đây em xin dừng. Và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu mua sản phẩm gì thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0911 886 266. Em xin cảm ơn.